cái bộ phận một số người cũng có thể là do không hiểu về cái nghiên cứu kỹ về cái hành vi này là vi phạm, do đó đã chưa biết điều chỉnh lại những cái đèn phá đèn cốt nên là cũng đã xảy ra những cái vi phạm. Còn lại một số cái trường hợp là cố tình vi phạm khi đi ngược chiều dẫn đến cái chọi lóa, trong cái chế tài xử phạt là 600 đến 800 nghìn đồng, và nếu gây tai nạn sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe là 2 đến 4 tháng. Chúng tôi thời gian tới sẽ tiếp tục là tuyên truyền cho nhân dân hiểu và chấp hành tốt về cái luật an toàn giao thông, trong đó có nội dung là khi điều khiển phương tiện không được sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và trong khu vực đông dân cư, và khi tránh xe ngược chiều là không được sử dụng, kể cả ô tô và kể cả xe mô tô. Bây giờ mình sẽ chia sẻ một kinh nghiệm với mọi người là cái lúc mình điều khiển phương tiện đi ô tô trong đường thành phố thì như vậy là nếu như mình bật đèn chiếu sáng lên thì thông thường buổi tối thì mình dù mình bật đèn chiếu xa, ta gọi là phá, và đèn chiếu gần ta gọi là cốt, thì mình cũng phân biệt được là vì có cái đèn đường hoặc là có những cái đèn phá khác họ chiếu vào thì mình cũng phân biệt được là mình đang đi phá đi cốt. Thì nếu như mình theo kinh nghiệm của riêng mình á, thì mình sẽ liếc vào bảng tắp lô, thì trong bảng tắp lô nó sẽ hiển thị có cái hiển thị là đèn báo hiệu. Đây, như đây là đèn báo hiệu, đây là có đèn đang là cốt. Cốt nó sẽ có cái tia sáng nó cụp xuống. Đó là đấy. Còn khi mình bật pha lên thì mình thấy rõ ràng là cái đèn pha này hiện lên. Đấy. Thì đó mình nhìn thấy là đây là quả pha. Mình đang đi pha. Nghĩa là đèn dùng đèn chiếu xa, thì cái này là mình tối kỳ đi đường thành phố mình không bao giờ dùng pha. Đấy. Nếu như đi đường thành phố là mình thấy cái đèn này báo hiệu lên mình phải tắt ngay.